xin chào đồng chí anh chị các bạn thân mến của lời mình. Bữa nay mình like cái đề tài, mình không biết cái đề tài gì nhưng mà mình chia sẻ anh chị các bạn thấy ở Mỹ cách mà người ta ăn nhậu. Người Mỹ họ ăn nhậu, họ vô những cái quán bar giống như những cái chợ hay là một cái chỗ nó có bán quán bar, cái họ ngồi họ uống bia uống rượu vậy. Các bạn thấy cách họ ăn nhậu là vậy, chứ không phải giống như Việt Nam mà những cái chỗ mà bán bia rượu như vậy đó, các bạn biết nó có phải giấy phép kinh doanh thành nghề, ngay cả cái người mà đứng bán cũng được, họ cũng phải có học hành qua cái vấn đề mà bia rượu rồi pha chế, chứ không phải giống Việt Nam muốn bán nhà nào muốn để cái quầy cái bán bia bán rượu đủ thứ, mạnh ai mới mua mạnh ai mới bán. Mỹ nó không có gì đâu, bia rượu bên Mỹ các bạn biết mình vô nữa không mà muốn mở được một cái quầy bia rượu gì đó tốn ít nhất tôi nói giá chót cũng khoảng 200.000 đô để xin cái giấy phép thôi đó, đóng cái giấy phép mà môn bài để kinh doanh đó. Chứ không phải là gì vấn đề kinh doanh bia rượu bên Mỹ là tốn kém lắm. Những cái người mà họ kinh doanh nói không đóng cái giấy phép mà để xin được có một cái quán bar như vậy là 100.000 đô. Tôi nói mà nó tụi Mỹ cái vấn đề luật pháp của nó, bia rượu rồi nói đến bia rượu là nó khắt khe lắm. Còn Việt Nam thì mạnh ai nó kinh doanh buôn bán, mà Việt Nam mà đưa vô trong cái khuôn khổ pháp luật đó là bắt đầu mấy cái tụi mà chống cộng, mấy thằng Việt Tân rồi mấy cái thằng mà mấy cái đài chống cộng ở ngoài bắt đầu nó sổ mọi chó nó vô bắt đầu nó xuyên tạc. Như vừa rồi các bạn thấy ở Việt Nam mà giải quyết vấn đề mà những cái quán bia rượu dọc đường nữa để giảm bớt tình trạng mà lái xe tai nạn luôn, là tôi thấy trên mạng mấy cái tụi chống cộng hay ngoại nó láo nháo lóc nhóc lôi ngôi, nó nói là cộng sản Việt Nam đàn áp người dân, không cho người dân bán buôn kinh doanh để đặng kiếm sống lung tinh rồi. Các bạn cái giống chó gì đó, nó cũng canh me mấy cái tụi chống cộng hay ngoại, nó canh me Việt Nam mà. Có cái gì mà nó bất cập chút xíu đối với tụi đó là nó lên mạng bắt đầu là nó tuyên truyền chống phá như cái thằng mất dạy Trương Quốc Huy được như vậy, mấy cái đám ô hợp đó. Chỉ có mấy người mà người ta không hiểu, người ta không biết, người ta mới tin mới nghe mấy tụi nó thôi. Cái xã hội Mỹ thì các bạn biết luật pháp của nó 1:1 là 1+1 là 2, chứ không có 1+1 là chút xíu nữa hay là 5 bị phạt hay bị gì á, cái là năn nỉ xin cơ quan không có gì nữa. Các bạn thấy như trời Tây như bình pháp nó mới bầu thủ tướng, tôi lướt Facebook tôi thấy có nhiều người chúc mừng thủ tướng trẻ tuổi rồi ha. Các bạn thấy đó, bữa nay mấy người chống cộng hay ngoại ơi nước Pháp vĩ đại nha, đưa những người trẻ lên cầm quyền. Các bạn biết cái thằng thủ tướng nó là cái gì không? Cái thằng đó nó là BD đó, nó là ghê đó. Nó chỉ thích đàn ông thôi. Ở Việt Nam mà làm như vậy có nhiều người đâu biết đâu. Các bạn thấy không? Ở Việt Nam mà để một người lãnh đạo mà ghê hay lesbian hay là những người mà đồng tình luyến ái thôi. Kệ ơi, cái tụi tấn cộng nó nhảy vô bắt đầu là nó xô bối, bắt đầu nó tiên truyền, nó mị dân, nó làm cho những người dân trong nước họ tưởng đâu là thật, bắt đầu cái bức xúc, bắt đầu chửi. Nước Pháp các bạn thấy kinh hồn. Một thằng thủ tướng lên làm thủ tướng mà là BD, nó là lesbian đó, nó thích đàn ông thôi à. Việt Nam mà thử coi là bắt đầu đấy. Tôi ngồi bên đây thì tôi coi tin tức thì theo dõi những cái mà tụi mà chống phá đất nước kèm nó thiên tạc không từ thứ gì. Thứ gì mà ở Việt Nam mà nhúc nhích một cái là bắt đầu nó nhảy vô, nó bươi, nó móc, bắt đầu là
nó xỉ bả, nó sôi bối, cái nó đánh tâm lý vào những cái người mà dân mà gọi là mà người dân mà họ không có sự hiểu biết, họ không có tiếp cận được những cái thông tin đa chiều đó, cái bắt đầu quay qua chống phá Việt Nam, xuyên tạc, tôi cũng khiếp lắm. Tôi nói với các bạn, đất nước của mình gian chung lắm chứ không giỡn. Xây dựng đất nước từ đống gạch cụm, mọi thứ ăn bo bo cầm hơi, đất nước đổi mới phát triển, tụi nó cũng chống, cũng phá, nó chống phá không từ thứ gì. Bởi tôi nói mấy ông nhà nước Việt Nam, mấy ông mà ở cơ quan truyền thông hay là những cái người lãnh đạo cấp cao cần phải có một cái sự chế tài này, chứ ngồi đó mà cứ ủy uy mất hẳn không hay, cho phải giỡn. Mấy cái tụi chống cộng nó không có tha cho Việt Nam đâu, nó không có tha cho đảng cộng sản Việt Nam đâu. Tôi nói thật đấy, có nhiều người nói làm được gì, cha anh chúng ta ngày xưa, cha anh mình ngày xưa là cầm dông dạy ngọn rồi còn không sợ, đánh đuổi cả ba đế quốc thực ba đế cường quốc Nhật, Pháp, Mỹ vẫn chơi rồi. Chiến tranh tâm lý nó rất là ác liệt, cái cuộc chiến tranh tâm lý nó vô cùng ác liệt, nó còn ác liệt hơn là ông là chiến trường thật. Chiến trường thật nó bắn nhau đùng đùng đùng, thằng nào mạnh, thằng nào khôn khéo khéo léo, biết bài binh bố trận là thắng. Nhưng mà cuộc chiến tranh tâm lý các bạn biết trên không gian mạng nó cực kỳ giả man, nó thô bạo, nó bị ổi, nó vô liêm sỉ, thủ đoạn đủ kiểu đủ cách, không nó nói có nó không. Tại sao những cái công nghệ cao á, công nghệ cao nó sửa hình sửa đổi, nó làm cho người ta tưởng nó thật, mê hồn trận. Và ngoài chiến trận bơm rơi đạn nổ, các bạn thấy không, nó khác nhiều. Có nhiều ông mình chia sẻ, mình rất là kiên cường đánh đuổi các ba đế quốc hồi mấy ba hồi đó mà mình ngủ quên trên chiến thắng. Có nhiều ông nói ngày kia anh là mấy thằng Mỹ hay mấy thằng Mỹ là lật đầu này nọ, thời buổi giờ nó khác rồi, thời buổi bây giờ nó không phải ngày xưa, không phải như ngày xưa cầm súng biết chiến đấu giỏi, biết cầm súng giỏi, biết bắn giỏi, biết điều binh chuyển tướng là có thể thắng trận. Bây giờ không có đơn giản như vậy, cuộc chiến không gian mạng cực kỳ nguy hiểm và nó giả man ghê gớm. Bởi vì cái tụi chống cộng ở ngoài như thằng Việt Tân rồi các bạn thấy không, nó cứ dùng những cái không gian mạng để đặng mà nó đánh tâm lý mà. Nó đâu có cần ra ngoài đường, các bạn có bao giờ thấy tụi Việt Tân nó đi ra ngoài đường nó biểu tình hay nãy kia không, nó xuống đường nó kêu gọi người này mà nó khôn lắm, nó dùng truyền thông, nó dùng cái mặt trận không gian mạng. Bởi vì cái mặt trận không gian mạng là Việt Nam mình bỏ ngỏ rất là nhiều, mình bỏ nhiều rất nhiều cái cơ hở. Đó là lý do tại sao tôi thấy những cái người dân họ mở đài của mấy cái tụi chống cộng, họ ngồi họ nghe ngon lành vậy, họ nghe bơ mình nói chuyện với họ rồi bắt đầu họ bị tẩy não, tụi nó tẩy não. Có những cái bức xúc, những cái nhìn rất là đáng thương, chứ không phải như các bạn nghĩ đâu. Kèm ơi, cái mặt trận không gian mạng luôn, nó trường kỳ kháng chiến chứ không phải là đùa đâu. Thôi mình cũng vô đây mình kiếm cái bình ngồi, mình thấy mình like chia sẻ về quê hương, cũng như thấy câu chuyện cái thằng là thủ tướng nước Pháp đó, các bạn thấy thằng đó nó là ghê, nó là lesbian. Có nhiều người lên ô cái thằng này là thủ tướng Pháp trẻ đẹp trai rồi đó, tài năng giỏi rồi, chúc mừng nước Pháp rồi, mình có biết đâu, các bạn thấy không, làm sao mà biết nữa. Nếu tôi ở nước ngoài tôi nhìn tôi thấy những câu chuyện nó rất là kinh dị, kinh dị vô cùng.
những cái hệ thống chính trị của cái tù tư bản nó bị dân ghê á, nó bịp bợm xảo trá. Thôi thì mình dừng lại đây, xin chào quý bạn chị và các bạn trong diễn đàn nha. Bye 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 bye.